Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets Chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chuyên và kim thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 Cơ hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866 Happy 2Easy chuyên bán nệm con su khứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889 Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311 Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn com Vé về Việt Nam giá rẻ gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 Tin liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine vào sáng ngày hôm nay à, Đây là hình ảnh video do phía Moscow Đài truyền hình của Nga cung cấp cho thấy một người ủng hộ Putin xuất hiện trên một cây cầu nối từ Kherson vào Crimea Nhiều cây cầu lắm Và chúng ta nhớ là cây cầu chính, cái, cái tuyết, huyết mạch quan trọng nhất đi vào Crimea từ phía Nga đã bị đánh sập giờ đây cây cầu từ Crimea đi vào Kherson cũng bị đánh sập luôn và đây là đoạn video mới nhất cho thấy đoạn cầu bị đánh sập như thế nào. À, cây cầu này mang tên là John Har Bridge nối từ Kherson vào Crimea. John À, bên phía Nga đã tố cáo là Ukraine đã phá sập và lẽ đương nhiên Ukraine cho đến giờ phút này không tuyên bố gì hết. Như vậy nỗ lực phá sập cây cầu từ Kherson vào Crimea là gì để quân Nga không còn sử dụng con đường này để tiếp vận nhằm tìm cách lấy lại Kherson nữa. Kherson hiện nay vẫn nằm trong tay của Ukraine và Ukraine đang tìm cách đánh sang bên phía Crimea. À, trong cùng thời điểm này thưa quý vị, một trong những nhân vật lên án mạnh mẽ nhất quân đội Nga lại là Prigozhin. Không phải Ukraine, nhưng mà chúng ta vẫn không không hiểu được tại sao Putin chưa tiêu diệt cái tên này. Nhưng mà không đơn giản đâu quý vị, không có muốn à, có thể đó là bên phía quân đội Nga muốn ám sát Prigozhin lắm. Xin được nhắc lại, Prigozhin là trùm Wagner, tay trùm lính đánh thuê của à, Putin. Và hắn hứa hẹn Putin là hắn sẽ chiêu dụ những tay tù trong các nhà tù của Nga để đi đánh. Nếu mà chết thì trước sau gì cũng chết trong tù, nhưng mà thắng thì sẽ được hồi hương. Và Pigozin mới đây tuyên bố đó là có ít nhất cũng 30.000 lính đánh thuê Wagner đã hồi hương chết cũng mấy chục ngàn đó, thưa quý vị bởi vì họ điều động lên một cái lực lượng lên tới năm mươi sáu mươi ngàn mà còn có ba mươi ngàn về thôi thì picozin tuyên bố ôi à, bọn à, quân đội nga quá là tệ hại cho nên đến giờ phút này đó chẳng làm được gì hết ấy vậy mà crimea có thể sẽ lọt vào tay quân ukraine trong tương lai và thậm chí sáng nay Pigozin tuyên bố là Crimea mà quân Ukraine đã đang tiến dần đến chiếm Crimea. Ông tuyên bố như vậy đó hoàn toàn mâu thuẫn với các nỗ lực tuyên truyền của Putin và thậm chí Putin cũng mới xuất hiện hầu như trong các cuộc họp báo hàng ngày và ông lại lên tiếng nói rằng là quân Nga đã gây thiệt hại đáng kể cho ukraine và quân ukraine thất bại trong nỗ lực tổng phản công này thì mọi người vẫn đang chờ đợi xem những tuyên bố của prigozhin trong thời gian qua cứ mỗi lần mà quân ukraine thắng được một phần gì đó chẳng hạn như đánh được sập được cây cầu này rồi chiếm được ít nhất là tám ngôi làng của bên phía nga đang chiếm giữ thì prigozhin lại lên án phía quân đội nga là bất lực trong nỗ lực phòng vệ để mà giữ được các vùng mà ông nói là do cái quân Wagner đã nỗ lực chiếm lại từ uh, phía Ukraine trong thời gian qua. Và thưa quý vị, uh, uh, một số tin cập nhật về cái tàu uh, Titan của công ty uh, Ocean Gate đó, thì uh, chúng ta cũng biết là cái vụ mà đi lặn xuống dưới vào hôm chủ nhật đó là mới cái chuyến đi lần thứ ba của Titan thôi. Cái chuyến đi lần thứ à, thứ nhì là mới vào hồi tháng 11 năm ngoái năm 2022 thì thật sự ra đó à, công ty này họ có cho một ông ký giả của đài CBS à, một phần là giống như muốn phối hợp với cái đài đó làm một cái phóng sự cho nên bây giờ đó tất cả những cái đoạn video về bên trong cái tàu Titan rồi nó vận hành như thế nào là hoàn toàn từ cái buổi phóng sự năm ngoái mà cái công ty này cho CBS được tường trình cũng như là thông qua họ muốn thông qua cái tường trình đó của CBS để mà quảng bá cho cái 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 công ty này của họ nhưng mà bây giờ đó cái ông ký giả mà ổng đã xem trực tiếp cái 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 cuộc lặn vào năm ngoái đó thì ổng cho biết là trục chặt rất là nhiều mà may mắn là cái đợt đó, đó cái đợt năm ngoái cái tàu này đã không có bị giống như là mất hoàn toàn signal và còn được cái tàu mẹ kéo lên thì ông ký giả tên là David Polk mặc dù ông không có chui vào trong Titan thưa quý vị nhưng mà ông ngồi ở trong cái chiếc tàu mẹ cùng với những cái người mà chuyên viên để mà điều khiển cái tàu Titan đó cho nên ông chứng kiến từ cái lúc mà những cái người hành khách đi vào ở trong như thế nào được tàu mẹ đưa ra biển làm sao rồi cái nguyên cái tàu cái 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 cái, con tàu Titan với cái bệ này đó từ từ chìm xuống như thế nào thì ông ký giả này ông có nói là à, khi mà bắt đầu cái tàu Titan này chìm xuống từ từ ở cái độ sâu khoảng à, 5 cho đến gần 8.000 feet ở dưới mặt nước biển đó thì những cái người nhân viên ở trong tàu mẹ mới à, cắt wifi của những người ở trong cái tàu Titan này à, lúc đó đó trước khi mà cắt thì họ thông báo tại vì hai bên có chắc communicate với nhau thì à, nghe được là họ nói là tàu mẹ sẽ cắt à, wifi à, với cái lý do là để Uh, giống như là giữ lại cái bandwidth để lỡ có cái chuyện gì thì uh, còn có bandwidth đó để sử dụng nhưng mà ông ký giả ông nghĩ là có thể là cái công ty này đó không muốn những người hành khách ở bên trong cái tàu Titan này có thể sử dụng mạng xã hội để mà tweet uh, đến những nhiều khi ở dưới đó họ gặp bất chắc hay cái gì đó, họ tweet thì như vậy nó sẽ không có hay, nó làm nên tai tiếng cho Ocean Gate, tại vì ông ký giả ông nói là cái chuyện này là không cần thiết và đặc biệt uh, ông nói là sau khi mà cái tàu này nó xuống cái độ sâu mà mười mấy ngàn feet đó thì có một khoảng thời gian tàu mẹ với lại Titan bị uh, nói là trục trặc bị lost communication, uh, communication. mất liên lạc M mất liên lạc thưa quý vị <laughs> uh, mất liên lạc đây đó là uh, may đó ông nói là cái lần đó đó là vẫn có được tín hiệu là biết cái con tàu Titan ở đâu, ừ. nhưng mà giống như là cái người ở bên trong, cái người pilot với lại cái crew ở trên cái tàu mẹ đó không nói chuyện với nhau được, hoàn toàn mất liên lạc luôn, không không nói được là cái tàu ở trong nó bị cái gì. Thì à, ông ký giả ông nói là mất liên lạc như vậy khoảng 5 tiếng đồng hồ thì chính bởi vì mất liên lạc cho nên là tàu mẹ không thể mà nói cho cái tàu Titan này cái vị trí của xác tàu đắm Titanic nằm ở đâu. Ừ. Cho nên cái chuyến đi này đã bị kéo dài hơn à, thay vì đi xuống đó 8 tiếng thì thành ra là mười mấy tiếng đồng hồ yeah. thôi quý vị mà nhưng mà cũng may là bởi vì chỉ bị mất liên lạc thôi và sau 5 tiếng đồng hồ thì chắc Uh, hên là giống như phục hồi lại được cái communication cho nên là uh, nói chuyện lại được rồi uh, định vị được rồi cái cái tàu mẹ cũng chỉ cho cái tàu Titan này cái uh, cái 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 xác tàu đắm nằm ở đâu thì cuối cùng là vẫn hoàn thành cái chuyến đi ừ. những người mà trả 250 trăm ngàn đó họ vẫn xem được Đúng. nhưng mà đến khi mà trồi lên á thì họ cũng nói là cái um, giống như là cái cái kinh nghiệm đi lần này đó giống như nó không có smooth như họ tưởng và cái lúc mà bị mất liên lạc thì họ cũng cảm thấy rất là sợ hãi ngày hôm qua có một người cũng là tỷ phú ông nói là cuối cùng ông ông yêu cầu ông đánh nộp đâu 10 ngàn để, đúng rồi deposit ngàn, không? ông đòi Sao? tiền lại ông lấy tiền lại ông nói tôi nhìn qua nhất là tôi thấy cái ông kia ông cầm cái đồ chơi game mà ông điều khiển đó, và ông xem lại cái tiến trình để kiểm tra về độ an toàn nó không nói, oh, oh, oh. nói không không thể giao phó cái mạng mình cho cái chiếc tàu Titan này chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý trong đó ngày hôm nay chính thức gia đình của tỷ phú anh Đinh lên tiếng về cái vụ tìm kiếm hiện nay mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo.